Hello, xin chào tất cả anh em đang xem trên kênh của Hoàng Thắng nha. Thì lâu rồi anh em có hỏi Thắng là sao dạo này không thấy Thắng ra video nữa. Tại vì là vừa rồi dịch Covid ấy, Thắng lại phải bị cách ly tận 2 tháng nay rồi. Tức là Thắng cách ly từ tháng 5 đến hiện tại bây giờ là mùng 1 tháng 7 rồi. Hôm nay đến, đúng hôm nay là đến ngày mùng 1 tháng 7 Thắng hết cách ly dịch Covid. Đâm ra là 2 tháng trời không đi bẫy gà với lại bẫy chim làm video cho anh em xem được. Thì hôm nay hết cách ly cái là Thắng tranh thủ leo lên đồi luôn. Nhưng mà cái đồi này ấy, cái đồi Thắng đang ngồi đấy là đằng sau vườn là Thắng thôi. Tức là vừa rồi Thắng có một cái video đánh cái con gà trống ở đây ấy. Tức là nó lại về nó lại dính cái con gà mái nhưng mà nó lại tuột mất giò. Cho nên là hôm nay Thắng quyết định là mặc dù là nay cuối mùa gà rồi nhưng mà không được, nhưng mà Thắng cũng cố gắng leo lên đồi đây và để bấy xem cái con gà trống này còn không. Nhưng mà sáng nay thì nó về nó lại đụng bén Thắng mất, thế là nó lại không được nữa. Thì tiện đây thì Thắng ngồi ở đây Thắng chia sẻ cho anh em luôn về cái cách cắm giò bấy gà rừng ở cái thế là đồi nó dốc nha anh em nhá. Tại vì có một số anh em là hỏi Thắng và cũng như là muốn Thắng chia sẻ cái cách kinh nghiệm của Thắng bẫy gà rừng lâu nay thì cái cách cắm giò ở cái đồi dốc như thế nào để cho nó hiệu quả nhất, thì Thắng sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Đây cái chỗ Thắng đang ngồi đây thì nói chung là đây quanh đây anh em xem này. Đấy, từ dưới kia lên nhá, từ dưới kia lên thì nó tương đối là dốc ấy. Dốc từ dưới kia lên trên chỗ Thắng đang ngồi đây là trên kia là trên đỉnh nhá. Nãy Thắng đánh ở trên đỉnh đây tại vì là nó gáy ở dưới kia mà lúc sáng nó gáy dưới kia, nhưng mà Thắng đánh trên đỉnh đây tại vì cuối mùa rồi, nó đâm ra là Thắng đi bẫy này thì cũng chỉ hên xui thôi, với lại chủ yếu là lên đây là lâu rồi không đi rừng nên là nhớ rừng anh em ạ. Với lại lên đây là mục đích của Thắng lên đây là để chia sẻ cho anh em cái cách cắm giò bẫy gà rừng ở cái thế đồi nó dốc nha anh em nhá. Tại vì là ở ngoài Bắc mình với cũng như ở anh em ở trong Nam ấy thì không phải là cái địa hình nào anh em đi bẫy gà ấy thì cũng nó đều là bằng phẳng hết. Thì nếu mà đánh ở bằng phẳng thì cách cắm như thế nào cũng cắm cách nào cũng ok, nhưng mà khi mình đánh ở cái đồi dốc như thế này ấy, tại vì là anh em mình lên mò lên đến đỉnh rồi thì nó cũng không có chỗ nào phẳng ấy, thì anh em mình quyết định là tìm một chỗ hơi phẳng phẳng thì anh em mình cắm giò. Tại vì cái chỗ Thắng ngồi đây nó cũng không cũng dốc thì cũng không phải là dốc quá, cho nên là Thắng sẽ ngồi đây và chia sẻ video cho anh em luôn. Thì Thắng sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cách để cắm cho nó được hiệu quả khi mùa bẫy gà sắp tới nha anh em nhá. Đây cũng cuối mùa rồi nên ra là Thắng khả năng cũng clip này cũng clip cuối cùng Thắng đi bẫy gà rừng của mùa 2021 này rồi. Thì chờ hẹn 2020 cái mùa tới đây thì có khả năng này mới ra video được. Rồi mình sẽ cắm ở đây cho anh em xem. Đây anh em, đây ở trên tay Thắng là một bộ giò đá nha anh em nhá. Tại vì là giò đá với giò đón thì anh em đều cắm như nhau cả. Thì Thắng sở trường thì thích đánh giò đá thôi. Tại vì giò đá này là tự tay Thắng làm, nó sẽ khác hơn, khác cái chỗ anh em làm hơn một tí. Là cái cộng cáp với cái dây rút của Thắng nó sẽ dài hơn anh em một chút. Thì vì Thắng làm nó dài với lại cộng cáp nó dài hơn là để nó to hơn. Thì Thắng làm như thế này thì nó to hơn giò, bộ giò anh em một tí là Thắng vừa đánh đá vừa đánh đón được ok hết. Đấy. Nói chung là nay Thắng sẽ chia sẻ cho anh em cái cách cắm, tại sao Thắng lại cắm như thế này để nó hiệu quả. Thì Thắng chia sẻ cho anh em luôn. Thì Thắng sẽ cắm ra đây cho anh em. Trước có những cái có một hai video trước thì Thắng có hướng dẫn anh em cách cắm giò như thế nào rồi. Nay Thắng lại chia sẻ cho anh em cách cắm giò cái thế ở đồi nó dốc anh em nhé. Đấy. Thì hiện tại chỗ tay Thắng này là nó đang dốc lên đỉnh đồi như thế này. Thì Thắng sẽ cắm demo ra cho anh em ba chân giò trước. Thì Thắng chỉ cắm giò làm demo cho anh em thôi. Để khi nào anh em đánh thì anh em cứ áp dụng vậy làm thì để đánh thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thắng sẽ cắm ba chân giò ra để chỉ cho anh em là làm demo. Đây. Đây anh em. Cái chân này ấy, thì mỗi lần anh em nào cũng vậy thôi. Cái chân này cắm và cái cộng cáp này
nó sẽ tiếp giáp với cái chân đằng trước. Và cứ như thế, ở đây Thắng chỉ có cắm ba chân trước để làm demo cho anh em. Thì Thắng sẽ giải thích tại sao là lại phải anh em phải cắm cái cách là cái chân cáp, tức là cái địa hình ấy. Đây, cái địa hình nó dốc như này anh em nhá. Đây, Thắng sẽ cắm dọc lên như này, tức là lên trên theo đỉnh đồi ấy. Tại sao lại phải cắm dọc lên như thế này? Tại vì cái chân cáp này ấy, cái cọng cáp này ấy, nó mà dọc lên trên đỉnh đồi như thế này ấy, thì là cái con gà, giả sử con gà nó có đi qua đi lại hoặc là nó chưa thể vào chân giò ấy, chưa bước qua chân giò ấy, thì nó bới lá cây ấy. Nếu mà anh em cắm cái đầu cáp này ấy, chốc xuống hướng dốc của cái núi ấy, thì nhiều khi cái cọng cáp này ấy, đây anh em, cái cọng cáp này nhá, nhiều khi ví dụ cái cáp nó quá nhạy thì khả năng là con gà nó bới lá cây ấy, thì cái cọng cáp này nó sẽ tự bật lên, tức là bật cả cái dây thút đấy, bật như thế này thì anh em sẽ mất ăn. Thì cái lý do là Thắng chia sẻ cho anh em cách cắm làm sao là anh em phải cắm theo hướng cọng cáp này chỉ lên theo dọc bờ, theo đỉnh, tức là theo dốc, lên dốc, đỉnh dốc, là tại vì là như vậy. Như thế thì cái con gà nó có khả năng nó chưa đi qua thì nó, ví dụ nó đi đến gần nơi thì nó có bới ăn ấy, thì nó sẽ không làm cái cọng cáp nó bung lên. Như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái trường hợp thứ hai ấy, là tại sao Thắng lại chỉ cho anh em cái cách tại sao phải cứ phải cắm theo dọc bờ này, và anh em, ví dụ anh em cắm đặt con mồi ở trên đỉnh trên kia, nhưng mà tại sao Thắng lại chỉ cho anh em cái cách cắm như vậy, là tại vì nhiều khi ví dụ mình để con gà mồi ở kia, mà tại sao anh em lại không cắm dọc ngang như thế này? Nhiều trường hợp cắm dọc ngang này chỉ có những chỗ nào nó hơi phẳng thì anh em mới nên cắm thế. Còn đa số là con gà không bao giờ nó đi thẳng lên như này, không bao giờ nó đi thẳng lên kia. Ví dụ cái đỉnh dốc như này nhá, đấy trên kia là đỉnh nhá, xong là cái mé đồi nó dốc xuống như này. Đó. Thì tại sao lại Thắng lại chỉ cho anh em là cách cắm dọc cọng cáp này, đấy, cọng cáp dọc này lên kia. Ví dụ con gà mồi mình ở bên trên tay Thắng kia, tại vì con gà kể cả nó từ dưới lên không bao giờ nó đi thẳng, chạy thẳng một mạch lên như thế, lúc nào nó cũng đi và nó đi ngang sang như này, tạt sang này, đó như thế. Kể cả ví dụ giả sử con gà nó từ trên kia xuống, nó cũng không bao giờ nó chạy thẳng một mạch xuống con gà mồi ở chỗ tay Thắng đang chỉ đây anh em nhé. Đấy, anh em nên lưu ý như vậy. Thì anh em nên cắm một dọc này, hai nữa là dọc xuống. Nhưng mà anh em nhớ khi cắm ở trên đỉnh đồi, tức là cái đồi nó dốc xuống như này, anh em cắm thì lúc nào cái đầu cọng cáp cũng phải hướng lên trên đỉnh đồi, chứ đừng để cọng cáp hướng xuống chở đỉnh đồi anh em nhé. Nhiều khi như vậy là con gà nó đi qua ấy, nó bén cái lá cây ấy, nó bới lên ấy, tức là nó bới, nó thấy con gà mồi nó bới vừa bới vừa kè nhau ấy, thì nó cái lá nó động bén cái cọng cáp thì nó cũng bung lên rồi. Đâm ra là nhiều trường hợp anh em bảo tại sao gà đi qua mà không mắc, thực ra là con gà nó bới, nó làm cọng cáp nó bung lên rồi, làm sao mà mắc được anh em. Đấy là kinh nghiệm của Thắng lâu nay, Thắng đánh ở cái thế mà đồi nó dốc thì cắm như vậy nó hiệu quả hơn. Vừa rồi Thắng đã chia sẻ cho anh em cái cách cắm giò bẫy gà rừng ở cái thế địa hình là núi, tức là núi nó dốc như thế này, địa hình nó dốc như thế này, thì cắm giò như thế nào để cho nó hiệu quả mùa tới đây anh em đi bẫy gà rừng để hiệu quả nhất. Thì qua video này có anh em nào có góp ý thì nhớ là comment bình luận ở bên dưới video này để cho tất cả anh em đang chơi và mới tập chơi có thể xem và tham khảo, để mùa tới anh em có thể là có cách và có rút ra được kinh nghiệm đi bẫy gà rừng cho mùa săn bẫy gà rừng 2022 này anh em nhé. Thì có thể là video này Thắng kết thúc ở đây rồi. Thì anh em nào thấy video của Thắng chia sẻ hữu ích thì nhớ là ủng hộ Thắng một like và ấn chia sẻ video này cho tất cả anh em có thể là xem được video này và học hỏi cũng như là giao lưu với nhau. Anh em nào đang xem video này mà chưa đăng ký kênh ấy, nhớ là bấm nút đăng ký kênh ở bên cạnh này ấy. Và đừng quên bật chuông lên để mỗi khi Hoàng Thắng chia sẻ video ấy, thì anh em sẽ nhận được video sớm nhất.
có thể nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Chúc anh em có nhiều sức khỏe và luôn chinh phục đam mê.